Xin chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Thì hôm nay thì mình sẽ làm về cái GTA 5 Online này ha. Mấy hôm nay mình không có làm GTA 5 nên có nhiều bạn hỏi là nên sao không làm GTA 5 nữa. Tại vì mình không có ý tưởng mình làm GTA 5 Online thì còn may ra được còn vài cái, chứ offline thì bây giờ không biết làm cái gì. Cảnh sát thì thực sự các bạn là cảnh sát là mình nói chung là gọi là cũng là được như là người đi đầu trong cái việc mod cảnh sát Việt Nam đó nha. Còn cái FBDFR thì mình không có nhận, tại vì FBDFR có rất nhiều người làm rồi, nước ngoài làm trước rồi. Mình chỉ là cái ý tưởng mà mod những cái Việt Nam vô GTA 5 này thì lúc trước mình còn đã từng làm mấy cái này rồi. Đầu tiên là mình mod về những con xe như là xe bưu điện, xe VNBoss, rồi VNPost rồi xe gì nữa ta, đầu tiên là xe taxi Mê Linh, taxi Vinason, xong rồi tới xe Việt Nam Boss, rồi tới Boss Truck á. Bot nó sẽ sai, pot thôi kệ đi. Rồi sau này tới Phương Trang tới này kia rồi thì chứ là mình người đi đầu. Rồi sau này mình mới nghĩ cái tưởng là mình mod đó, cái cảnh sát Việt Nam đó, thì đầu tiên mình làm cảnh sát một ba cảnh sát giao thông, rồi làm tới những ấy là cảnh sát giao thông, xong rồi mới làm sau này thì có mấy người khác như chiến hình đồ á thì mới làm những cảnh sát khác ha. Thì cái FBDFR trước mình đã từng là người mod đồ, không gọi là được coi là đầu tiên. Bạn nào mà xem theo dõi kênh mình sẽ biết ha. Thành ra là các bạn đừng có kêu mình là đừng có làm cái đừng kêu mình làm FBDFR nữa, tại vì mình đã làm nát cái FBDFR rồi, làm nát cái mod FBDFR rồi, mod cảnh sát á. Chả bây giờ chả biết làm cái gì nữa, cái đó mình đã từng làm rồi mà các bạn biết là cái gì đã từng làm rồi, làm lại rất là chán và cũng không có được nhiều người xem ha. Phần nữa là nó dính về chính trị nhiều nữa cho nên là mình cũng không có thích làm. Rồi thì tiếp theo thì những cái ý tưởng như là Uber, những ý tưởng như là này kia. Uber thì lâu lâu mình vẫn làm lại một lần, tại vì rất là nhiều bạn thích cái Uber. Lâu lâu mình vẫn làm lại một lần, tại vì có nhiều bạn thích cái cách chơi của mình, thích game này và thích đi Uber, thích làm taxi. Rồi cái thứ hai là có nhiều bạn kêu mình là làm những cái ý tưởng khác, thì mình vẫn kêu gọi các bạn, vẫn kêu gọi các bạn là bạn nào có những ý tưởng hay cứ comment ở dưới video này, mình sẽ đọc những video mà các bạn mình nói đó, những video GTA 5 rồi đó thì mình sẽ đều đọc và mình sẽ trả lời. Nếu mà mình thấy hợp thì mình sẽ làm cho các bạn, còn không hợp thì thôi, không sao hết. Thì mình mới mua con xe này đây ha, mình cho nó về gara để đỡ tốn thời gian đó. Thì bây giờ mình vô mình độ con xe này thử cái đã, rồi xíu mình đi đua mô tô để mình lấy con mô tô mới, bữa mới độ con Hakuto Drag á, nhanh vãi chưởng luôn. Không ngờ là mình còn tại lúc trước cái con Hakuto Rack này mình mua lâu rồi, lúc đó mình chưa có đủ level, mình mới có level 60 mấy hay là 70 mấy gì à. Nó bị giới hạn nhiều lắm. Đây là các bạn, như cái này là phải giới hạn một level 100 nè, còn này level 80 đây, 80 cái này level 50 đó, thì nó bị giới hạn tùm lum cho nên là thành ra lúc đó mình không có độ được hết. Bây giờ mình đã qua cái ngưỡng level 100 rồi thì mình khỏe rồi. Này đi cho nó đẹp. Này nó kỳ quá, nó có hai cái đầu móc để cái đèn này cho nó đẹp. Mình thích cái chrome lúc nào cũng đẹp, như là những cái chung là mình chỉ thích những cái mà nó viền xung quanh xe thôi. Con xe này mình thực sự là mình không biết nó là cái gì nữa, cho nên là để mình xem là mình nên độ cái gì. Cứ độ này đi, gắn nhiều cho nó chất. Xe này cũng là xe dạng chắc là đi upgrade đồ này kia quá, động cơ không có nhanh đâu, không có nhanh. Ôi chúa, bô này chọc trên trời là đi trời mưa ngập, khỏi sợ luôn, cho cái gầm xe nó cao nữa, khỏi sợ thì kích luôn đấy. Vãi. Bô này đẹp hơn, nó nhiều bô hơn. Này rally là đi kiểu đường upgrade, cái kiểu đường mà trong đất, cái đường đất á. Này nó sẽ bành hai cái này ra thêm, nên là nó bành cái xe ra thêm. Ồ, đẹp nè. GT Fender đẹp nè. Chile phía trước mình thấy chấm cái chrome rồi đó. Cứ có chrome mà thích thôi. Này đẹp nè. Thiết ghê vậy trời, thiết ghê. Này đẹp nè. Ngầu nè. Tuy nó không có chrome nhưng mà nó ngầu. Cái này thì nó như nhiều đèn xíu, mình bỏ bớt đèn ra nhìn cho nó ok hơn, nhiều đèn quá nhìn nó cũng không hợp.
Wow, hai cái turbo nhìn nó ảo vậy. Cái nắp này thì đẹp, nắp này đẹp hơn nè, nắp này nè. Thôi cứ gắn hai cái cục turbo đi nhìn cho nó lạ. Đèn, mình ghét nhất là đèn vàng. Thì cái độ xe này bữa có bạn kêu là anh ơi có xe mới đó, anh mua anh độ cho mọi người xem đi. Rồi ok em. Xe này màu cam, để màu cam luôn ha, lên đèn neon màu cam luôn. Đây là cái viền xe, à livery. Oh yeah. 23 Subaru 12. Còn nên để màu cam đúng không? Nên để cam trắng thì đẹp hơn. Đây, màu này cũng được. Thế này kiểu xe đua á. Để mình suy nghĩ cái livery cái nào. Nói chung là mình cũng chưa có từ bỏ qua khớp đi, chưa có chọn được cái livery ưng ý. Con này có hai cái mirror, hai cái gương phía trước, đổ hai gương này thì nó kỳ kỳ, không có gương luôn. Xe đua mà còn gì gương chứ, chơi này nhìn kỳ quá. Sao công an không bắt đâu, yên tâm bảo công an. Không bắt đâu. Sơn màu màu cam đang đẹp, không sơn spoiler. Đây con này có spoiler kiểu gì đây? Mấy xe này gắn spoiler này hơi hơi kỳ không ta? Quái kỳ thiệt chứ. If that car was a woman, I'd guess her. Hai gầm. Nhớ nó bị lâu lâu cái transaction pending nó quay hơi bị lâu, quay một hồi nó mới xong đó. Nó sao sao đây nè, các bạn thấy nó quay một hồi nó mới xong. Mâm xe Moscow có gì đẹp không? Dạo dòng Moscow xem rồi. Không có mâm gì đẹp, không có mâm này mà nó hợp mắt hết trơn á. Sport, Sport mai ra còn được vài mâm mà chuẩn chuẩn nhìn nó còn ngầu ngầu được chút. Đó, như này thì mai ra còn ở đỡ không? Gặp mấy cái mâm mà gì đâu không chán chết luôn. Bạn muốn chỉnh để các bạn vô đây các bạn tìm là có mâm mâm SUV cũng ngon lắm. Lên cho xe này lên mấy mâm SUV. Ui, mâm này được nè. Nó gọi là nó mâm này cũng được, phù hợp. Này nó có cái viền chrome ở ngoài á, xe này nó mặc định nó đã có cái chrome kia rồi. Nên ra mấy mâm này thì xe nó cũng hợp, không có xấu. Nhé. Còn mà nó thích thì vẫn lên mâm khác vẫn được, nên là đâu có gì đâu, rất là nhiều loại mâm. Thì phần độ xe này thì mình biết chắc cũng có nhiều bạn không thích, nhưng mà là có nhiều bạn thích cho nên là mình còn nó thích thì bạn xem, còn mà nó không thích thì thôi, cái gì đó đơn giản thôi. Rồi bây giờ để tới kính nào. Xong ha, bây giờ lên lại cái xe livery. Tại nói chung là này là có một cái đường vàng xe này, là nó có một cái chữ màu đen, hai cái đường đen đen đây vậy thôi á. The Savestra, à cái tem này là cái tem theo xe luôn, Savestra. Còn này là một cái lằn trắng, này là Anis có cái số 23 rồi xung quanh vậy thôi. À, này số 3, này số 12. Olympian mình thấy cái số 3 này, 23 này hợp nè. Còn mấy màu này nó màu mèo quá à. Số 3 đi cho nó hợp. Rồi ok. Giờ mình test thử xe này cái đã. Trời quá trời. Ok, bây giờ mình sẽ test thử speed con xe này ha. Ui, nó có thời gian để mình bị kích cơ, 1 phút 30 giây. Đây. Xe này có cái nhanh nè, đề ba nhanh nè. Con này đề ba nhanh, không kém gì xe điện hết trơn á. Các bạn nhìn nè. Đề ba nhanh, theo mình thấy khả năng đề ba nhanh và cái khả năng mà bám đường con này nó cũng ổn nữa. Và mình nghe nói là con này có thể đổ súng được, tại sao không? Mình gọi con Adventure ra mình thử, mình nghe nói con này đổ súng được, tại sao? Nhưng mà nghe nói là đổ được, tại sao không? Thử xem đổ được hay không. Rồi ok, có Adventure rồi, để mình bung hết cửa ra cho nó.
Đấy, trước sau đây ha, cái cốp nó nằm ngược, cái động cơ đây có hai cái ống intake, cái ống hút gió sao đó đâu. Đi qua cái bên con bên chơi cái đó. Ôi như vậy nó mới chất nè, vậy mới đúng gọi là xe mà gọi là xe kiểu mà sao ta gọi là xe sao ta? Chất chơi người dơi đó, động cơ bốn cái van xả đúng không ta? Bốn cái luồng động cơ ra đó gọi là máy 1234 á. Custom fork không? Không. 1234. Tiếng này là tiếng của mày hả các bạn? À đây. Như là bốn cái ống xả là một cái ống xả là một máy ha. Rồi lên bên vô đây mình thử xem. Em có độ gì cho mình không? Nghe nói nghe mấy ông kia nói là có, không biết có hay không. Đây weapon đây. Đấy. Hai cái súng nhỏ nhỏ machine gun. Gọi là xe không sợ thằng nào chơi mình luôn. Có đồ chơi luôn. Đây, súng minigun phía dưới con xe. Để xíu. Chính sao ở đây machine gun đây. Các bạn thấy không? Đây hai cái súng dưới này ha. Rồi ok, bây giờ để mình tạo một cái map đua xe rồi để mình rủ Mai đồ vô đua xe trận ha. Ok các bạn, đợi mình chút xíu. Thì cái hôm nay nè. À bây giờ mới biết chỗ này là chỗ Sting nè. Đợt mình có đi đi tìm cái chỗ đua xe mà không thấy, cái chỗ mà đi mod cái ván nút ván á. Đây là đây có nè. Đây cái chỗ này là cái chỗ mà nút ván này kia đó. Rồi ok các bạn, đợi mình xíu để mình tạo map ha. Mai chính xác là anh Rêu Vũ ở trong tên trong game ấy các bạn. Tùng khùng. Hôm nay mình sẽ chơi đua xe rồi sau đó mình sẽ chơi đi hết với Mai và nếu không gì rảnh thì chơi đi luôn. Ủa sao tôi không có Rêu gì đó. Nó báo cái gì á Mai ơi? Báo gì? You need an even number of player to play a rally race. Ok vô được rồi ha. Nãy chính nhầm rally quên nữa. Có hai lại bon to bon. Ủa Mai tới 560 level. Ghê thiệt chứ. Hát á Tùng. Hát cũng quẹo mày. Hát á. Hát á, hát á. Mấy bạn làm chứng á, hát á. Hát cũng quẹo mày chứ. Hôm bữa Mai xỉn. Hôm bữa Mai xỉn Mai tâm sự nói tôi đâu có hay ho vậy đâu. Tôi hát không á chứ. What the fuck nigga. Đây, nay mình sẽ lấy con Ủa sao nó cho mình chọn xe bất kỳ hả? Hakucho Rack. Có cho chọn xe bất kỳ mà. Ủa sao tao chọn được cái chiếc Dinka không hả? Ủa gì Dinka double T không? Mày có mua xe nhiều không? Vậy tôi phải hình như có một chiếc này đúng không? Ủa gì xài xe của mình đó hả? Ừ xài xe của mình đó. Nó nghe nè. Vậy tôi đua Rally á. Mà đua với cái thằng mà không sử dụng mít á. Tôi đua như nào? Cứ đua bình thường nói kệ. Không sao. Ủa tao lỡ tao mua cái chiếc Vespa rồi làm sao ta? Cũng chơi luôn. Ủa này đua làm sao vậy? Ủa cái này đua sao? Tạo phòng rồi mày hiểu sao? Tạo phòng. Cái này cái. Ủa hàng ngồi sau thấy đường, còn hàng ngồi trước phải nghe theo hàng ngồi sau. Ủa cái heo gì? Thôi chơi khó rồi. Chơi khó rồi. Đi. Ủa tôi với thằng nào á? Ủa tôi đi chung với gì? Mày phải trả cho đàng hoàng với mày. Tùng ơi. Sao? Chịu giờ xin bạn. Hai thằng mặc đồ giờ khá giống á. Đó. Okay, cặp okay. Giờ các bạn. Đây là con Hakucho Rack mà mình mới test. Sao mình thoát được nè. Thôi xong rồi. Mày bấm F coi, mày bấm F. Đâu không? Chết rồi. Mày bấm F. Ủa sao kỳ với hai thằng chung xe nó không chết mình chết là sao ta? Phước lớn mạng lớn nó vậy á. Chung là cái này nó hơi sao có chức năng là con đối thủ. Đây là Mustang cho nên mình cũng không có test được. Đây là con xe nói chung là nó độ nhanh ha. À là chắc là tao nói cái map này là hoàn thành vòng xong là đổi tay hay gì đó. Đổi tay đâu không. Thôi xong rồi Tung ơi. Gì chạy như cái quần què họ vậy. Không chắc không có đổi tại đâu. Từ thôi. Từ từ, tôi nói từ từ nghe không.
từ từ. Rồi nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi. Mai lái hay gì á Mai? Mai lái. Làm mờ bro á con, cứu mẹ đi. Kỳ ta. Má, mắt mày bụng bi bù loạn. Má, cái đường nó dài. Tôi cũng biết tại sao nữa. Mà... Tôi lên nhất mà thấy nó đâm đầu, đâm đầu ra ngoài không à. Ừ, đó, đúng rồi, chuẩn rồi đó. Mẹ nó hơi á. Ôi, chạy lố tay rồi. Mẹ ơi ơi. Chút đầu đầu cho Mai được rồi. Hay quá. Ủa, từ nãy giờ hả? Tao tưởng phải quay lại rước chứ. Rồi rước cái đầu mày nó chết là le lưỡi luôn tao, mày không thấy hả mày? Ủa, đi đường nào nữa ta? Thì mày chạy theo cái đường mũi tên đó. Tao có thấy đường mũi tên đâu. Ủa gì hả? Ủa mày phải, mày trái, mày trái, mày trái, mày trái. Mày đâu? Mày dừng lại đâu. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Lui 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 đi tới cái chỗ mà cái đại phun nước, đại phun đường, đại phun nước, 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 quẹo vô, quẹo vô cái đại phun nước, quẹo vô cái đại phun nước, đại phun. À đây 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 đây. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ừ đó rồi rồi từ 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 chạy thẳng luôn, từ đúng rồi chạy thẳng theo cái cầu thang luôn, đúng rồi đúng rồi. Cái nhiệm vụ này là người phía sau sẽ thấy đường đi, còn người phía trước chạy ra ngoài cái chỗ cũ. Ừ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, chuẩn rồi đó. Rồi chạy tiếp, chạy tiếp, chạy tiếp. Thẳng luôn, mày cứ nghe tao thẳng luôn. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá chứ. Mẹ ơi, đường nào nó đéo nói con nào. Ê, chết bà khúc này. Ủa, mày gì Ê, Tùng ơi, hả? Tùng gì? Khúc này xe này không bắt đầu được, Tùng ơi. Ủa, mày gì không thấy thiệt hả? Không, không thấy, nó không có điểm. Không thấy, quay ngược lại, mày chạy, không quay. Xe này không bắt đầu được, không bắt đầu được. Mày hiểu từ xe này không bắt đầu được không? Phải đi đường vòng lại. Ủa gì sao mày biết được cái game này đâu, mày nói mày không thấy. Tao thấy được cái điểm kết thúc thôi, cái điểm có lá cờ á. À vậy hả, à vậy được rồi. Ngon lành. Hay quá. Học liêu liêu. Chơi tao rồi. Liêu liêu. Một thằng không khỏi tay đó. Thì thấy em tử quá. Tử quá. Thằng đó đòi cheat đó, nói sao không checkpoint được kìa. Cái kiểu đua được thì cái game phá mẹ bể mẹ hết rồi. Cái đua xe kiểu này nó rất là hay, mình mới tìm được cái thú vị, đó chính là người ngồi sau sẽ là người dẫn đường, sẽ thấy được những cái checkpoint mình cần tới. Còn, Mai còn, còn người phía trước là có nhiệm vụ là lái xe ha. Đeo cái điện nào bị đéo nói con nào, đeo nói con nào. Đâu đâu chết dẫn đường mà tại đó, đó đi đi tiếp cái đường đó Mai, dọn xuống. Đúng rồi, vòng xuống, vòng ngược lại. Một thằng, mình đang lái xe với một thằng. Mình đang lái xe với một thằng khốn. Đéo nói câu nào. Tao đéo nói câu nào. Mẹ ơi, muốn tự tử quá. Nó đéo nói câu. Nó đéo nói câu. Ê, vô, đi đường này nè. Ê, vô, bên trái nè. Vô, bên thằng kia. Má, đéo nói câu nào. Cười chết. Sao? Cười chết mất. Nhìn tiếp tiếp đây. Còn gì không? Chắc còn ở đây coi coi còn. Không không, cái rally này hay chứ. Người ngồi phía sau sẽ dẫn đường người ngồi phía trước ha. À, người trước thì chỉ có việc đua thôi. Rất là hay. Map này được nè. Toàn là đua xe không à. Đua xe đủ. Công Tùng tôi bay ơi. Godmaster Michael Vũ à. Burglar, thu lái được không? Sao không chết bon? Sao không chết bon? À, khoái nhất cái câu đó. Đưa đưa thường nha mày. Nó hỏi câu nè. Vũ mày cô à, Vũ mày cô lần nào? Vũ mày cô lần nào? Thằng nào là Vũ mày cô? Sao nó biết là Vũ mày cô? What the biết. Ờ các bạn thông cảm, Mai hơi làm thế nào để cho để Mai Mai hơi tăng động chút xíu mà các bạn. Cho bạn gì? À lỡ mời lỡ mời ông nước ngoài vô rồi. Bấm ô tô invite lỡ mời. Kích được không? Kích đâu? Kích đâu vậy? Bóng à, ao rồi, ao rồi, ao rồi. Ủa mà kích ở đâu á? Do đi. Kích ở đâu á? Chưa được kích. Tắt cái chế độ auto map making đi, mở cái chế độ auto map making ở tự vô á. À nhưng mà kích nó làm sao? Bóng vô wheel layer. Cái này các bạn chỉ chơi được mở con xe Blazer Awa thôi ha. Tại vì đây là con xe
Xe đỏ đỏ đi. Xe này nó đỏ, sẽ đỏ, đi xuống nước được á, cho nên là mình đi bằng xe đó thôi. Ủa làm sao mà thằng này nó biết mình luôn. Là Vũ Michael ta? Cược bằng Mai 900. Bạn này 800. Rồi, vô. Tùng đặt bán đi, 700. Đặt bán đi, đang kiếm tiền, đang nghèo kiếm tiền anh em ơi. Có mình đặt theo vòng tròn ha, cho nên là xin lỗi MD Gaming, hôm nay chúng ta đua xe Vũ Michael. Mẹ. Ủa sao đứng dưới này ta? Trời. À, chứ màu đỏ có khác, màu đỏ có khác. Ui. Rồi, về nhất rồi. Nhất cái bếp. Về nhất rồi, trời ơi, xác con mẹ nó đựng rồi. Ủa chết mẹ, sao đậu được nước, tao quên đi rồi. Con mẹ, con mẹ, con mẹ. Con mẹ, con mẹ, con mẹ, con mẹ. Ép, ép. Rồi rồi, cái đầu mày. Hồi đó có bị gì liên cho một lần rồi. Không, bố mẹ thiệt á. Biết rồi, chạy hết trên bờ mà bóng me cái nữa như lết lết nha mày đó. Lên, hay quá, về nhất rồi. Ê, chết mẹ. Good yeah, good, à, good té yeah. Này rồi. Ủa mình đứng hạng 4 luôn hả ta? Ừ, ghê đúng rồi á. Hay quá, tóc thằng rớt này rồi. Yeah, Nhật. Ủa Nhật Nhi là nhất hả? Ủa Nhật Nhi rớt này. Này có say không Tùng? Không. Ủa nó không phút ra, nó không phút. Mai nha, bớt ủi xe đi nha. À ok, không ủi đâu. Rồi, xe thôi xong rồi. Xe, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Trời ơi. Thì nó không mũi nữa thì không mũi nữa thôi. Dê nhập hậu cho em phụ nữ mà nào cái gì. Tại vì mấy hôm trước đua xe, đua xe, đua xe không cho đua xe. Lên lấy tuổi mới là Tùng. Không, hôm trước nó nói câu là mũi xe thì ok mình nếu ủi nữa. Mà không mấy hôm trước mình đua nó ủi mình. Ủa này nào ta, này vô khống nha. Ủa đó gì sai, gì sai. Ủa Tùng qua rồi hả Tùng? Quên gì? Mình đang trước mặt thôi kìa. Thôi tao hạng 2 đó, trời ơi. Trời ơi, đấng mà. Rồi là đấng rồi, còn Mai nữa thôi. Mai à. Mày lộ cút. Rớt tiền Mai ơi, rớt tiền Mai ơi. Rớt lộ cút. Mình đéo phải rồi, thấy thơm. Mai rồi nha. Thấy Mai rồi nha. Thấy không? À lượn đi, ừ đó đánh giọng đi, ừ đánh giọng. Rồi rồi rồi, bắt kịp Mai rồi. Yeah. Bắt kịp Mai rồi. Nè, ủi cho Mai sắp mặt lờ nè. Từ 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 từ. Mình cứ bình tĩnh, mình đi ấm hầm sau lưng thôi ha. Đợi thời cơ thích hợp mình sẽ rồi rồi tới rồi, chết mẹ anh Tùng ơi. Thấy chưa không, đợi hơi có chín mùi là mình sẽ vượt lên. Tùng nói là Tùng làm mà. Tùng lên đây Tùng ơi. Ủa sao kỳ á, ủa nhớ té này mà ta té mình quẹt luôn không cái đầu quỷ mà. Cái đầu gì? Hello Mai. Quýnh nó, quýnh nó Mai, quýnh nó. Mai hát nha mấy bạn. Trời ơi. Hạng nhất, hạng nhất, hạng nhất. Mẹ. Tùng ơi mấy đứa ở ác thường bị trời đánh đó Tùng. Trời phạt, trời phạt. Chết mẹ. Đây 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 cái cấn, cái cấn, cái cấn mấy bạn, cái cấn, cái cấn, cái cấn, cái cấn. Vậy nè. Hay quá, tuyệt vời. Hạng 2 rồi. Kì cấn quá, trời ơi, gần finish rồi. Ủa sao lù lù cái ống cũng lên ta. Kì chứ ta. Cũng lắc hay sao. Hắc mà. Hắc khỏe của tiên. Hắc speed rồi.
biết què đi. Lâu lâu nhấn nhẹ một cái là mày nhường. Mày đúng rồi, đừng nhường cho nó mày. Nhường cho nó. Nè, để cho mấy ông biết thôi. Vô cua chơi nhau, vô cua chơi nhau à. Để tôi cho mấy ông biết thôi, tôi đi nhanh hơn mấy ông nha. Mai lên bờ cao hơn. Mai lên bờ cao hơn, cái kỹ năng lái xe nó nhiều hơn. Không luôn. Chứ gì? Chi bật chế độ clip sim á, chi mà đi sau đuôi người ta á, nó sẽ ra cái đường gió, hai cái đường gió. Ờ có mà, có mà. Có mà. Đi sau đuôi người ta nhiều vô là gì? Lúc gió. Lúc gió hết số hết ga. Ủa vậy hả? Tôi mới biết đấy ta. Tôi mới biết á. Nay mình trở về với cái nút gì ta? 2D. Hay là TS4 hay gì? Không có nút. Rồi ok, thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn hãy dõi cái video này. Thì nếu các bạn thích cái video này, các bạn hãy like, share và subscribe cho mình, ủng hộ mình. Và bạn nào có trên like thì kết bạn của mình, tên mình đây, Nhật Duy, thế nào. Thì các bạn kết bạn mình rồi các bạn ghi thêm cái gì đó, gửi qua tin nhắn cho mình, để mình biết, mình sẽ chấp nhận kết bạn với các bạn. Rồi khi mình chơi mình sẽ mời vào chung như bạn Godmaster này ha. Rồi ok, chào các bạn, bye bye.